Các em thân mến, hôm nay thầy lại tiếp tục làm nốt cái công việc để hướng dẫn các em làm bài quản lý điểm sinh viên dựa trên cái database mà chúng ta đã thiết kế. Thì đây là một bài toán đơn giản, nhưng nếu các em hiểu được vấn đề này thì các em có thể làm được các bài toán lớn hơn. Thế thì chúng ta thấy là thầy đã sử dụng gen để thầy làm cái logo hot đấy, gieo để làm logo hot để thầy thoát bớt đi các chương trình khác cho nó nhẹ máy. Ok, thế chúng ta chạy gieo, chúng ta chọn khởi động hai cái nút này nhé, Apache và MySQL. Thì chúng ta thấy là hôm trước chúng ta đã làm đến đây, nó đã hiện ra cho chúng ta một cái bảng. Chúng ta logo hot. Logo hot. Đấy. Đây, bây giờ chúng ta thấy là thầy đã là ở cái video trước ấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ thêm cái nút sửa và nút xóa ở bên này. Đấy. Nút sửa và nút xóa thì chúng ta phải làm nào để nó sửa đúng và nó xóa đúng, rồi nút nhập danh sách nữa. Thế là các em đã hiểu là khi mà người ta đưa lên mạng thì cũng là logo hot tất nhé, và người ta chỉ thay cái chỗ này làm thành gì, làm thành tên miền và domain thôi. Đấy, chỗ này là người ta sẽ gán bằng domain. Thì chúng ta thấy là đây là có 6 bạn, mà 6 bạn đấy thì tương ứng với trong database của chúng ta ở đây. Trong database của chúng ta cũng có mấy bạn tất cả nhỉ? Database chúng ta cũng có thì có quản lý điểm đúng không? Đấy, hồ sơ sinh viên giới tính và lời mở cả các bạn ra. Đấy, chúng ta nhập từng này. Thì chúng ta nhìn thấy là Trần Thị Thắm ở cuối đúng không? Đấy, được sửa. Thế bây giờ ta sửa bên này để ta xem nhé. Trần Thị Na chẳng hạn, đúng không? Trần Thị Na. Thế bây giờ chúng ta thử nhìn cái này, nó có đây Trần Thị Na này, đúng không em nhỉ? Ngon chưa? Đó, rất thoải mái đúng không? Rồi, thế thì cái bộ phận này các em để nguyên nhá. Bộ phận này nó link đến Bootstrap nhá, để nó làm trang trí thôi. Còn bảng danh sách ở đây. Bảng danh sách ở đây. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm sao để cái họ tên giới tính vân vân nó sẽ đi ra dựa, nó sẽ thêm một cái bảng xóa sửa. Xóa sửa là thầy copy tuổi ra để xóa. Đấy, thầy thêm cái nút này, đầu tiên nó chỉ như này thôi. Đúng không em? Rồi bây giờ thầy copy cái này tuổi ra, thầy thêm vào đây cho cái tiêu đề của cái bảng nhé. Đây là cái phần tiêu đề. Đấy, tiêu đề là head đúng không? Chúng ta sẽ ở đây là sửa. Rồi, chúng ta làm tiếp ở đây là xóa. Rồi, bây giờ chúng ta chạy nhé, chúng ta nhìn này. Đấy, sửa xóa đặc hiện đây. Bây giờ chúng ta làm sao có thêm hai cột ở dưới này. Thế bây giờ thầy sẽ dạy các em nhé, để thêm cột này. Để thêm cột thì chúng ta ở đây thấy là có 4 cột thôi. Ngoài ra còn cột là tuổi quê, xóa sửa đây nữa thì chúng ta có thể là copy ra đây. Để lát nữa chúng ta chèn xóa. À, thầy cứ để tạm copy thế nhá. Bây giờ chúng ta nhìn thấy này. Đấy, thì nó đều là tuổi nó hiện đây. Lát nữa chúng ta sẽ biến những con số này trở thành những cái nút để chúng ta kích, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay trở về phần controller. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ làm một cái hàm xóa để nó có thể xóa được.
hay em đi cho thầy public function xóa sinh viên, các em cho ID sinh viên ở đây, ID sinh viên ở đây. Rồi để xóa thì các em gọi cho thầy cái hàm là zip. Đây cái hàm này ở trong cái phần con trỏ quản lý điểm pointer đấy, đây cái chỗ này nó trở về cái mô đồ đúng không, mà trong mô đồ là nó nằm ở chỗ này, trong mô đồ đây nó nằm ở đây. Đấy. Trong mô đồ này thì nó có hàm gì, hàm hôm trước ta xây dựng hàm delete sinh viên đúng không, đây nó sẽ gọi cái hàm này ra nhá. Rồi bây giờ chúng ta này mô đồ đây rồi, bây giờ thực hiện danh sách, thầy gọi cái hàm này ra một cái tên tiếp, tên hàm là delete. Viên đấy. Rồi ok. Thế bây giờ làm sao để ta truyền được cái biến ID sang đây để nó sẽ xóa? Thì các bạn lại vào đây, các bạn sẽ cho nút xóa ở phía dưới này. Đúng không? Ở cuối. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ bật cái này lên, chúng ta xuống view. Cái view chính là cái mà để hiện ra đấy. Thế thì ở đây, ở đây xóa ở chỗ này thì chúng ta sẽ thử nhá. Rồi để nó gọi ra giống như cái danh sách này này đấy, nhưng mà nó lại thêm có gì, có nó sẽ là hàm là xóa ở đây, ví dụ thầy cho xóa sinh viên đúng không, này là tên ID như này, tức là cái URL của chúng ta, URL là cái đường này nhá, thì thay vì là hiện danh sách thì nó là xóa sinh viên, và một khi mà ta ấn nút này thì nó sẽ gọi lên đây. Đó, để nó xóa ra được sinh viên 1 hoặc là sinh viên 5 chẳng hạn như này. Các bạn hiểu chưa? Đấy. Thì ở trong này tương tự như thế, thì chúng ta nhìn thấy là ở trên đây, trên model nhá, chúng ta có xóa sinh viên là cái hàm rồi. Ta sẽ gọi cái hàm đấy ra ở đâu? Thì ta sẽ copy cái tên hàm đó. Chúng ta vào mục này, chúng ta sẽ cho cái hàm nó ra đây. Rồi bây giờ các em xóa chỗ này đi, xóa này đi, thì nó hai hết là nó sẽ hết đi cái HTML đúng không, cái PHP. Bây giờ ta sẽ chèn vào bằng một cái thẻ A nhé các em nhá. Rồi các em ghi cho chữ là HRF. Đấy. Bây giờ chúng ta mới chọn PHP ở trong đây là PHP hay là bằng luôn nhé, bay u đó, bây giờ chúng ta sẽ chèn này bằng bay URL ở đây. Thì cái bay URL này nó bằng cái gì? Nó chính là ở chỗ app này các em này. Chính là cái app này. Nhá, mở vào app chúng ta nhìn thấy bay URL này. Nó bằng đến đây. Các em hiểu chưa? Nó bằng đến đây luôn, bằng quản lý điểm đến đây. Nhá, cái bay URL này. Đấy. Nó sẽ nằm ở trong view ở đây. Bay URL nhá. Rồi là một cái, nó gọi ra cái đường dẫn đấy, mình phải nối với một cái đường dẫn nữa là index, là trang, cái trang khởi tạo đấy, PHP. Rồi đường dẫn tiếp theo đấy, đường dẫn tiếp theo đây đấy, thầy copy luôn là quản lý điểm nhé. Đấy. Index quản lý điểm rồi. Đến chỗ này nó muốn là cái ID ra thì chúng ta phẩy ở trên, chấm ở dưới, phẩy trên chấm dưới nha các bạn, thử cho thầy phẩy trên chấm dưới này, và bây giờ các bạn sẽ thêm một cái là sinh viên
mình sinh viên đấy, ID sinh viên đấy trước em, xong rồi đến đây rồi nhá, đến đây rồi thì chúng ta sẽ kết thúc, chúng ta sẽ kết thúc vào đây là một cái dấu chấm hỏi chỗ này đấy, và chỗ này chúng ta cho một cái thẻ A hết và một cái thẻ A vào đây, tức là thẻ A là một cái link nhá. Rồi bây giờ này thầy sẽ ghi chỗ này là nút có tên là xóa. Đó, bây giờ chúng ta chạy nhá, chúng ta chạy xem là nó sẽ hiện ra cái gì. Đây, nút này nút xóa đấy, đúng không? Rồi thầy ấn thử cái nút số 6 nhá. Đó. Nút số 6. Đó. Xóa. Thì bây giờ chúng ta muốn quay trở lại cái đấy, muốn quay trở lại cái bảng để nó xem như nào thì nó phải quay trở về là hiện danh sách để chúng ta xem bạn A xóa được chưa nhá. Đấy, bạn A bị mất rồi, đúng không em nhỉ? Rồi thế thì lúc này chúng ta sẽ làm một cái lệnh quay trở về để xem cái kia. Chúng ta sẽ làm quay trở về cái kia. Thì muốn quay trở về cái kia thì chúng ta phải có một cái back lại. Chúng ta phải có một cái back lại. Máy tính nó treo ở thời điểm. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào đây. Nhìn vào đây nhá. Thế thì lúc này các bạn phải tạo một cái giao tơ, bởi vì mỗi một URL là một giao tơ, đúng không các em? Mỗi một URL là một giao tơ nhá. Rồi bây giờ thầy lên cái giao tơ ở đây này. Đó, cái file này vô cùng quan trọng để chúng ta sửa giao tơ. Rồi chúng ta thêm một giao tơ vào dưới copy xuống. Đó. Và các bạn thay cho thầy là tên hàm là không sâu nữa mà chúng ta ghi này. Xóa sinh viên được chưa các em? Đấy, các bạn dùng là xóa sinh viên nhé. Rồi bây giờ các bạn sẽ sử dụng cho thầy một cái nữa gạch tiếp mở ngoặc ra hai chấm any, đó hai chấm any nhé. Any là dùng để cái gì? Nó sẽ đơn, nó sẽ truyền cái chỉ số để cái giao tơ để nhận chỉ số của sinh viên đấy. Cái mã số sinh viên đấy, ở đây các bạn cũng cũng cho thầy là xóa sinh viên. SV và chúng ta đô la 1 là nó sẽ nhận cái chỉ số đấy. Nó sẽ nhận cái chỉ số của các em truyền vào. Lâm được chưa? Đó, nó sẽ nhận cái chỉ số của em truyền vào. Đó. Nhận chỉ số của em truyền vào. Thì bây giờ thầy sẽ khảo sát cái đấy bằng cách như sau. Thầy đưa vào đây.
thầy ghi một cái chữ eco. Là xóa. Bạn muốn xóa không? Thì thầy kiểm tra xem nó chạy ra chưa thôi. Để sâu lên đấy nhá. Còn cái này thầy tắt nó đi. Đó. Thế. Và bây giờ thầy sẽ bật cái lên. Bạn muốn xóa không? À, gọi hàm nó ra rồi, đúng không? Gọi cái phần xóa ra rồi. Bạn muốn xóa không? Rồi. Eco của chúng ta là ra rồi, có nghĩa là router ra rồi. Thì các bạn chỉ cần làm này thôi, các bạn lấy này, thay một biến là chỉ số sẽ bằng cái sinh viên này ta không truyền vào đây nữa, ta để ngoài. Đấy, chỉ số bằng nhá. Rồi các em cho zip gạch ngang tiếp. Request gạch ngang tiếp cho thầy là get segment. Get segment em từ từ đã, tại nó không hiện ra nhỉ. Rồi đến phần đây rồi, dây quét này, thầy thiếu một cái này nữa, URI, get segment. Đó. Và cái này nhá, bây giờ các em nhìn trên đây, phần xóa này, rồi thầy ấn này. Đó. Thì các em đếm cho thầy từ đây ra nhá. Đếm từ cái index này. Index là 0. Rồi chúng ta đếm này từ một cái segment này này. Mỗi cái đoạn này người ta gọi là phân đoạn, gọi là segment 1 2 3 và 4. Đúng chưa các em? 4 cái phân đoạn này. Đấy, vậy nó sẽ lấy thứ tự là số mấy? Số 4, nó lấy chỉ số. Không, nó không biết được. Rồi. Bây giờ chúng ta mới cho nó xóa vào. Đó, thì cái này là thay biến sinh viên bằng chỉ số. Đó. Rồi. Sau khi xóa xong thì nó phải quay về cái phần xem danh sách. Thì chúng ta sẽ ghi cho thầy là xóa xong rồi. Thì return nhá, redirect là cái gì, là quay về gián tiếp. Direct là trực tiếp, redirect là quay về gián tiếp, lại quay lại cái trang mà sâu, lại quay lại cái trang sâu. Thế thì các bạn sẽ ghi trong ngoặc này cho thầy là zip URI à bay URL. Rồi ok, nối với cái đuôi cái này nhá. URL chính là từ đây đến đây thôi. Đấy, bay này đến đây này, xong bắt đầu nối vào đây. Các em hiểu chưa? Tức là cái URL bay URL ấy nó chỉ ngắn đến đây thôi. Các bạn hiểu nha, nó chỉ ngắn đến quản lý điểm và public thì thôi. Vì chúng ta đặt trong file app rồi. Đó.
Còn từ đây đến đây là phải nối đúng không? Vậy thầy copy chỗ này để thầy đưa vào nó dễ. Nhưng vào đến đây thì không xóa nữa. Có nghĩa là chúng ta lại đưa về về danh sách lớp. Và chúng ta ghi là hiện danh sách. Xong. Đây nó ngắn đến đây nó xuống dòng rồi. Chưa? Thế, đấy là chúng ta đã xong cái việc gọi là xóa. Segment 4, tức là đếm từ index ra đến cái chỉ số sinh viên là 4. Đó. Rồi bây giờ chúng ta thử nhá. Rồi, refresh phép này. Lưu Đình Cường. Nó không biết được cái chỗ hiện sách ra kia. Rồi bây giờ thầy sẽ xem cái chỗ phần đuôi của nó. Index bay URL index bỏ này đi. Thì nó mới hiện danh sách được đúng không? Trần Thị Bích rồi đúng không? Ok rồi. Xóa tiếp bạn Bích đi nha. Trần Thị Bích. Xem nào. Chỗ này đã phát sinh nó đã phát sinh ra chỗ này, thêm đi một cái này, vậy thì chúng ta phải làm nào, thì chúng ta không viết là zip này nữa mà chúng ta có thể là bay url. Và chúng ta cho thầy thêm một cái nút ở đây nữa là ra di phép đi phép tự nó di phép nhé, chúng ta không ấn nữa. Rồi quản lý điểm danh sách lớp hiện danh sách refresh đấy, tức là nó lại quay trở lại cái này, quay cái trở lại cái này đấy, thì cái đây gọi cái danh sách lớp ra. Rồi bây giờ thầy sửa lại nhé. Rồi đây, đây. Chạy bằng chỗ này chúng ta đi phép chúng ta bị xóa văn mình nhé. Rồi bây giờ thầy sang đây chọn local, chạy bằng local public quản lý điểm. Tiếp theo là index quản lý điểm danh sách hiện danh sách. Đây phải có chữ local.
Rồi, bây giờ ta xóa bạn này này. Trần Văn Bình. À, nó lại quay về đây. Đấy, quay về đây. Vậy thì tại sao lại nối về đây? Thì cái redirect này của chúng ta có vấn đề gì không? Thì nó phải ra một cái đây đủ được là đi phép à. Rồi ok để thầy xem nhá. Xem một cái router ở đây. Router. Điểm danh sách đây. Quản lý điểm hệ danh sách. Vậy thì ở dưới này. Ở dưới này chúng ta sẽ rồi ok ấn vào đây rồi ta phải cần cho đơn ta sửa ở chỗ này một chút điểm danh sách còn xóa ở đây nữa. Lại thêm từ xóa sinh viên ở đây. Đấy. Lòi ra cái đấy nó mới thành lẫn vào. Thầy xem lại. Redirect. Redirect là để quay trở về. Quản lý điểm. Quản lý điểm là tên của cái lớp đây rồi. Quản lý điểm này. Hiện danh sách lớp. Còn một bạn không hiểu bến bay URL. Không hiểu bến bay URL.
còn một bên A nữa ở đâu? Return A sau ôn sinh viên. Đây sinh viên đây mình ra đây rồi. Đấy, hàng này mình không gọi. Rồi, không còn ai nữa, bây giờ ta nhập tay vào đây nhé. Nên là nó tăng tự động từ cái kia đấy các em nhé. Trần Thị Lan này, nữ kệ nó. Ok xong. Và bây giờ thầy mới nhập lại nhé. Thầy xóa văn anh ở giữa nha. Trần Thị Hoa mất, Đỗ Văn Anh mất, đúng không? Đã ngon đấy, là ta đã làm xong cái xóa rồi đúng không em? Để cho xóa đây đấy, còn mỗi lò văn hùng thôi. Thế vậy video này của chúng ta đến đây là hết, thì bữa sau thầy sẽ làm sửa.